Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review nhà hàng lẩu Haidilao Việt Nam. Nhà hàng lẩu Haidilao rất được nhiều bạn trẻ ưa thích trong suốt thời gian qua, kể từ khi nó bắt đầu đến Việt Nam. Các bạn cũng có thể thấy bên ngoài trưng bày rất nhiều loại nước uống, trái cây, kem và đậu phộng để cho chúng ta sử dụng trong khi chờ đợi bàn. Hiện tại Haidilao có 5 chi nhánh phủ sóng khắp Việt Nam. Mỗi lần đến là chúng ta phải xếp hàng chờ đợi ít nhất từ 30 phút đến 1 tiếng nha các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong để xem Haidilao có thật sự xứng đáng để xếp hàng và chờ đợi không nhé. Các bạn cũng có thể thấy nhà hàng rất đông và rất là sạch nha các bạn. Chia ra mỗi người một ô để chúng ta có thể ngồi riêng tư. Đây là khu vực trưng bày các loại nước chấm và gia vị để chúng ta có thể pha chế vào nồi lẩu nha các bạn. Các bạn nên nhớ nếu chúng ta sử dụng khu vực này thì chúng ta sẽ trả thêm 40.000 cho một người nha các bạn. Và nếu các bạn không dùng thì chúng ta không phải trả tiền. Ngoài đồ ăn tươi ngon thì Haidilao còn biết đến với phong cách phục vụ vô cùng chuyên nghiệp và tận tình nha các bạn. Kỳ này bạn mình đặt bàn hai lẩu là lẩu nóng và lẩu Thái và các món ăn kèm theo như bò, tôm, tàu hũ phô mai, mực, bào ngư, sò điệp và các món khác nữa nha các bạn. Còn bên này là bàn 4 lẩu, các bạn có thể tùy thích có thể đặt bàn 2 lẩu hoặc 4 lẩu tùy theo giá tiền nha các bạn. Lẩu Hàn Quốc á là không, nó chỉ có cái canh nên nó bỏ gì à.
Nếu các bạn muốn xem biểu diễn múa mì thì chúng ta sẽ đặt, sẽ có một người tới bàn để biểu diễn múa mì cho các bạn xem. Và mì này chúng ta có thể sử dụng ăn luôn nha các bạn. Một suất múa mì như vậy là 20.000. Và bây giờ chúng ta hãy xem họ múa như thế nào nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ được xem múa biến diện là một nghệ thuật của Trung Quốc rất là đặc sắc. Trong đó các diễn viên sẽ chuyển một mặt nạ này sang một mặt nạ khác để lộ khuôn mặt khác trong chớp mắt nha các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức tiết mục này nha các bạn.
Ngoài ra nếu bạn nào có ngày sinh nhật thì có thể đăng ký với nhân viên Hadilao, thì nhân viên họ sẽ đến hát chúc mừng ngày sinh nhật cho bạn nhé. Ngoài ra nhà hàng Hadilao cũng có khu vực làm nail miễn phí cho các khách hàng đến đây ăn nha các bạn. Nó hoàn toàn miễn phí. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nhé.